ដំណើរទៅជាមួយនឹងភូតៈហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបងស្រីបាទកាត់មហារីកដោះបាទដែលគាត់មានជំងឺពីសាអង់គ្លេសគេហៅថា Fancer អញ្ចឹងឯងបង Cancer បាទអីពីសាខ្មែរយើងសាមញ្ញគឺមហារីកនឹងឯងបាទបងប្អូនមីងហើយពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរថ្ងៃនេះគឺតាមផ្លូវជាតិបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3បាទឈ្មោះទៅខាងទីរួមខេត្តកំពតហើយចេញពីកំពតបានទៅក្រុងបកគោចេញពីក្រុងបកគោឈ្មោះទៅខាងស្រុកស្រុកគេហៅថាស្រុកទឹកឈូស្រុកទឹកឈូភូមិអី
vì ở bên ở bên lý hay tin nó cứ bị ngay còn ba đại ba thì số bằng ôn từng ở kia tạm đàn tu sơn na chung mối đầm na cả thôi sập rồi thua nợ phù vật phù tạ từ ở khát cầm bốt chung mối nâng dương khinh nhom từng ở kia ba cái số mà tu sơn na lấy một đạo vật hay có số tạm đàn tu sơn na từng ở kia ba cầm ao giờ dứt dứ hay ta phù vật phù tạ cầm bông tạ thôi đầm na nữa cứ miên phiệp rồi luôn sưu lửa tê ba bà cổ động chụp điệp xua bông mai bông ôn ông phu minh lục dây lục ta bà sọp rõ chôn tầng o bà tầng khăn tầng cao tê ta cũng cùng tam đàn thu sân à nông nông chơi nè rồi bọc ta mạch câu bà hào bông phrok mọc xùm ol bà đà khăn nông chơi nè bọc gọt minh chú hào tha yu ai khê khê xe bà là gần áp bên đáp nhóm bàn chênh bì tia bông bì ca bà bông cao chồng ngư tờ say bực bà bực tờ say bà đã phụ nhóm bàn bom nó thập ca sau đó chôn khmer luôn ở Sahara đầm rẫy cứ niệm mật đài văn in cứ niệm mật đài văn in hay năng niệm mật đài red red sun và hay năng logo book red dam và đã có luôn ở Sahara đầm rẫy nơi tiệc công Washington State và nơi Rod Washington State tiệc công Tacoma nơi Rod Washington State thì cái đồng tác của mà bà chẳng có mấy lúc cho lúc ta là bức nhóm bàn phơ đầm nà bà sư phụ tư bà tia rồi bò bòn quên hay đang bòn sạch chí đa đã có cao mà hà đi bà cao chung ưu khăn sơ bà đây là nấu video môn nâng cứ bụi nhóm bàn phòng nôm thập ca sọc rõ chôn khmai rưu nơ xa hà đồng rách bàn chung nôn pi rồi là bà dục tập chôn quát đầm bay ở cốt đọc sài này chỉ phiếp cao nơ video môn nục bà lâu nữa video coi này cứ buộc nhóm bạn phơi đồng nào bạn to tiết bà bạn to tự tiết hai bà ông phụ mình là sao mình có nhóm miền cách càng nghe nữa nữa phum prey tật coi bà phum prey tật coi được bỏ bom chư chương những ai nhà ông phụ mình bà là buộc nhóm chân đồng nào hai bà nhóm mùi phục vụ buộc nhóm mà bạn to đồng nào từ bà nữa phum còn là tập phun trong hao mà đầu sọc tập chu và pot và khay tập pot này chấm ngay bị tì cái lỗ cay bị tập đo chết mà cái lỗ đây và trong hao nó cứ chết mà cái lỗ đây chết mà rồi cái lỗ và chết mà rồi cái lỗ bạc lan phải chiêm chiêm mà mau bạc lan bỏ sân này dương bạc dứt dứt chết pi mau ông bố mình mà bạc ngày lươn tích mà mau thua hả nó sọc nơi khang sọc nó cứ chất phổ một tôi về rinh khai thừa bật phía đó bà nó chứng ai đai khai ra chứng ai bà nằm ná chứng ai khu xong mà bà chẳng ông bố mê lông dây lọc ta tặng ọc nia xong rộp bình chơi anh tạm đàn thu sân na bà bật to tiết cho mùi bụng nhóm bà tặng ọc nia bà xong rộp bình chơi anh mẹ bọn ơi là bụng nhóm bàn phơ đồng ná mà là thằng ngày anh chọn lên cho ông bố mình bà ấy để xa dân phơ dốm phơi đầm na đi ở dạ bề trần mong chẳng hay ngày dạng chọn lấy chơi chọn chế ông mình chẳng ông bố mình chăm tam đan và to thì bị sự cảm thiệp bụng nhau bà ហើយបងប្អូនស្រីដែលគាត់ឧបត្ថម្ភថាវិការបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅដោះស្រាយជីវភាពឯកឡាចឹងណាអង្គពុំមានបាទរៀងរសៀលដែរហើយបាទពីព្រោះផ្លូវក៏ឆ្ងាយបាទហើយយើងធ្វើដំណើរតាំងពីព្រឹកពីអ្នកគាត់បាទហើយ
hay có ở lời hiện là phiêu một bộ mê cứ chóng cái liên một bộ mê khuyên ra lửng ngứt phong xong này mà đâu và chân một bộ mê tụi mai bóng ôn cái nhóm ba đã thua thầm nào bắt to thứ hai thì nhóm đừng bắt bằng hai nữ thật tập hiệp đồng thay sụp hiệp và đôi chơi sụp cam bộ phiêu chế đua ông bạn chạy chú tổng bộ mê ba hàng này vọt hàng này vọt tới tiệc quạt mà của nhóm thua lọc mò một đo mà cả vì tàu một lúc nhóm thua lọc mò một đo hai lần này lượt tp cứ score cho ba chục ba được ngay nhưng mà ba tại nó tới ngày phá pe lia nó tới ngày cái sao với ngày vậy thì ông bố mình ở nơi hàng mốc nhôm cho môi bong sầm bạch chốn sầm an đã tất sầm mốt nó hàng mốc sò sò và sầm tất sầm mốt và gặp bất tập bồ tiệc kê so mà mấy cửa rồi lâm proi mà phong đây ông bố mình mà chết liền khăng cái đấy เปลี่ยนมาได้นี่ที่ทอดมิดครับทอดตาปลาเปลี่ยนครับพวกมาของโคนเด้อมาลําจริจๆอ่ะปู่เมย์ลงเจลกตาแล้วปู่ญาติบ้านมาดอลแล้วแล้วเมย์ก็คงเอาเปลี่ยนอะไรนี่ คือบ้านมาดอลเตียก็ได้แต่ไม่เคลียงคลั่งของผมเองบ่าเคยหาแล้วคือบ่าว่าจอกเตอร์ประดับยูโรเคบ่าผมเองจะสร้างไปเคลียงบ่าไม่เคลียงคลั่งเหมือนเต้นมาบ้านไอ้เลยนี่ผู้บวชให้นางผู้ตะบ้านเธอดอกเตียก็ได้บ้านเคยดำเนินทางยุบจิตไงบ่าซีลให้ก็เคลียงเตียบ้านโทมตามด่านตุสนาสกรรมมาเพียบโดยต่อเตอร์บ้าน ទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកជួបនឹងប្រៃប្រកតហើយប្រៃប្រកតក៏ទៅសម្មវិធ្វើការមកអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំនៅចាំគាត់រៀងមកទទួលដែរឪពុកមីងបាទបាទហើយជំរាបសួរបងបាទមីងសួរបងទៅធ្វើការដល់ណាដែរបងនៅភ្នំហ្មងនៅភ្នំហ្មងនៅលើភ្នំហ្មងជិតជិតជើងភ្នំបូកគោជើងភ្នំអូស្ងាយដែរបាទឡើងទៅស្ងាយហ្មងឡើងទៅស្ងាយហ្មងឡើងមកដែរ ចង់ស្អីវាវាលហ្នឹងបងស្អីបងដែរបងធ្វើសំណងអញ្ចឹងបាទមានកន្លែងតាជាប់ប្រហើយកបោជាប់ប្រហើយកបោគេហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានបងទេទៅមិញទៅបាទអ្នកនៅក្រុមអញ្ចឹងបងបងខែបអញ្ចឹងបានឆ្លៀតចុះមកសុំវាចុះមកបាទបាទធម្មតាបងធ្វើសំណងដល់ប្រហើយកបោគេអញ្ចឹងបានចុះមកបានអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យធ្វើទេបងឯងព្រោះនៅនេះវាប្រហែលរកការងារដែរអញ្ចឹងណាបាទបាទកបោអូដែរណាបងណា ยังไงเดี๋ยวยังถือปรังปรายยังกรุบเปิลกรุบเบียยังไงนะสำคัญบ่าไอ้ปีกไหลทวีกาปีกไหลโอ้นี่เตอร์ต้องไฟจะมันกันหรอเคยอยู่ได้บางจำไม่เห็นอยู่ได้บ่าให้ส่งคือเมาจังอะไรที่เกี่ยวกันเนี่ยบ่าสปอร์ปูปองนั่นเลยจังส่งกอดเมากระทั่งอะไรเดี๋ยวจะไปโอ้ลูกเมียหัวจังกอดอ่อยเมาบ่า นังไงไอ้บองมานี่ก็จิลึกที่ปีผ่องได้นะบอลบ่าภาษาลึกที่มวยบองมานอนสถาบันการสับรถจนเนี่ยมีครูอยากสมัยไอ้ลึกที่ปีนี่คือบองปรอสวรรค์นิวยอร์กบ่าบองปรอสวรรค์เนี่ยก็รถโดยนิวยอร์กทางรอดอเมริกาบอลบ่าไอ้กวาดมือในสายวิทย์เอาน้องไทยกวาดมีตักเจริญเล็บบอลบ่าแต่โมดังบองบกุล ถ้าการจูนบอกจองสุขสุขตุกติ๊กนะบ่าไอ้อาการะพอนใส่ไม่ได้ไม่ใช่ทุ่งเสียคล้ายพอได้ไอ้ก็ไม่ไอ้ก็สุดตุกไม่ชื่อจกจับไอ้ไม่พอชื่อติ๊กเต้ยาเปิดนะแต่หลังนั้นบองจูนถ้าการไงมันมานี่นุ่งบานเตเปิดบานติงนำตะเกยคล้ายเลย ខ្មែរបងខ្មែរបង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 
chẳng chia sao bóng được sao mà sân đâu mà cả lại chẳng còn ai còn ai tôi mục tôi bằng một tí cho bạn bong bong chui ôm phu mình chui mò phun chở này bạn chui thả một ca đấy thôi mấy cái thầu đầu tao đấy bong bà liên phê xong sầm ra ca nghe chẳng là mấy chui phun tao đai chẳng là bong bà là sao còn chứ mình chưa bong mà đã tục quạt chào bạn bà quạt chia trong cù sa chẳng là bong bà mình thắc khơi là bê con sát chết sạch lánh là bê con miền bản hai cháu cháu con đấy vong bà bà mình dạy trình chết đấy vong trình bị thay ca mò bay chắc chắn chỉ năng hai bằng con từ thời ca với nhau vong bê kha nhẹ đâu lơ được quạt đôi việc đóng năng đây vong tháng từ mấy ôn chư lơ phạt máu thì tôi con chết đã được cua vong bà bà ô con quạt chờ nay vong ô con bong từ khi ô con bong nuôi mình nhẹ tiết máu ô con chờ bà bà con non nâng chui sọc sai ពូមីងបានជួយបងអរគុណច្រើនបងធំបាទទៀតឥឡូវនេះគឺចាស់ប៉ុណ្ណាផ្ទះអ៊ំមកបងខ្ញុំមកជួបនឹងប្រៃវកតហើយប្រៃវកតក៏ទើបតែមកពីធ្វើការមកនេះណាបាទហើយខ្ញុំនៅចាំគាត់រៀងមកស្ទុះដែរឪពុកមីងបាទបាទហើយជំរាបសួរបងបាទបាទមីងសួរបងតើធ្វើការដល់ណាដែរបងប្អូននៅលើភ្នំហ្មងលើភ្នំនៅលើភ្នំហ៎ជិតជិតជើងភ្នំបូកគោ ជើងភ្នំអូស្ងាយដែរបាទឡើងទៅស្ងាយហ្នឹងបងឡើងទៅស្ងាយហ្នឹងចឹងបាទបានមកថ្ងៃតាជាប់ប្រហែលកបោជាប់ប្រហែលកបោគេនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានបងទេទៅមិញទៅបាទអ្នកនៅក្រុមអញ្ចឹងបងបានបងហែបអញ្ចឹងបានឆ្លៀតចុះមកសុំគេចុះមកបាទបាទធម្មតាបងធ្វើសំណងដល់ប្រហែលកបោគេអញ្ចឹងបានចុះមកបានអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យធ្វើទេបងឲ្យក្រុមនៅនេះវាប្រហែល ខ្ញុំយូរដែរបងចាំមិញយូរដែរបងយូរដែរដោយសារទីមួយផ្លូវវាប្រហែលជីដែរបងបាទហើយសូមគេមកអញ្ចឹងអត់អីទេគាត់ខឹងទេដោយសារស្គាល់ពូបងនៅលើអញ្ចឹងសូមគាត់មកគាត់ថាអត់អីដោយសារជាប្អូនមានរវល់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យមកបាទហ្នឹងហើយហើយបងមកនេះក៏ជាលើកទី2ផងដែរណាបងប្អូនបាទដោយសារលើកទី1បងបានលំថាវិការសម្រាប់ជនអ្នកមីងគ្រួសារថ្មីហើយលើកទី2នេះគឺបោះបងប្រុសសវណ្ណញូវយ៉ក บ่บ่ครอสวรรค์ได้ก็รู้ในญูยอร์กสหรัฐอเมริกาบ่อ๋อคุณพอเชิญบ่ายควดมือในខ្សែวิดีโอนั้นให้គាត់មានទឹកចិត្តอันนั้นบ่อ๋อบ่าปន្តែมื้อนึงบ่องบกุลทวิการจูนบ่จองสู้สุขทุกข์ติ๊กนะบ่าบ่าให้อาการะบ่าวใส่บ่ได้บ่ใช่ทุ่งสะเสียคล้ายๆบ่ได้ไอ้ก็บ่ไอ้ก็สุขทุกข์บ่ชื่อจกจับไอ้บ่บ่ครับเรียนชื่อจกจับติ๊กได้บ่ ជួយតិចតិចទេចាវាពើដែរតែឥឡូវហ្នឹងបងជួនថាវិការថ្ងៃមុនបាននេះហ្នឹងបានទៅពេទ្យបានទិញថ្នាំសកលឯខ្លះទេឯខ្ញុំខ្មែរបងថ្ងៃមុនបងបានដាក់ពុំគាត់ថានៅទៅវៀតណាមមានពុំខ្មែរបងក៏យកលុយនេះឃើញថាវិការទៅជាមួយនឹងជួយជូនទៅបងបានទៅយកថ្នាំមកហូបថ្នាំជួនប្រគុំគេដែរអញ្ចឹងបងជីឡានជីឡានថ្នាំខ្មែរយើងបាទថ្នាំខ្មែរគេថាជាឯង គេថាធ្លាប់មើលដែរបងគេធ្លាប់មើលប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកអត់ទាន់ប្រកាសដែរបងគេចេះថាអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងជាសាកបងឫសាមបើសិននៅមកកន្លែងអញ្ចឹងក៏អត់ដែរចាំអត់អាចទៅមុខទៅបានមួយទេចាំបានបងបងជួយអ៊ំពូមីងជួយមកអរគុណច្រើនហើយបានជួយថាបកាដែរធ្វើមិនគេត្រូវដល់ទៅដែរបងបាទឆ្លៀតពេលសុំសម្រាប់ការងារអញ្ចឹងដើម្បីជួយប្រពន្ធទៅដែរអញ្ចឹងហ្មងបាទឫសាគាត់ជួយអញ្ចឹងហ្មងមិនអាចទុកគាត់ចោលបានបាទគាត់ជ
ពេលគាត់ស្អាតចេះតែស្រឡាញ់ដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាត្រូវចោលគាត់ទេបងបាទបាទនឹងនិយាយចេញពីចិត្តទេបងចេញពីធ្វើការមកបាយទឹកចានឆ្នាំហើយបានរត់ទៅធ្វើការវិញទេបងពេលខ្លះអ្នកនៅលើគាត់យល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរបងថាធ្វើម៉េចអូនឈឺលើខ្វះម៉ោងទីទួយគាត់ចេះតែអត់គ្រោះទេបងបាទបាទអរគុណគាត់ច្រើនដែរបងអរគុណបងទៅពីអរគុណបងមួយម្នាក់ទៀតមកអរគុណច្រើនបងបានពំនាំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអពុយវិញបានជួយបងអរគុណច្រើនខ្ញុំបានមានអីគេបងហើយនិយាយធំបងឯងនិយាយធំហើយវាសិនជាអត់បានបងប្អូនឲ្យនៅទៀតមានតម្រូវការច
ឆ្ងាត់ឆឹងអត់មានទឹកអត់មានភ្លើងបងអើយនិយាយត្រង់មែនអរគុណគាត់ច្រើនដែរតែនៅពេលបងទៅធ្វើការពីម៉ោងប៉ុន្មានទៅម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំចូលម៉ោង7បងម៉ោង7ហើយចុះប្រពន្ធបានអ្នកណានៅជួយមើលគាត់ព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំងើបពីខ្ញុំងឹតមកបងដាំទឹកបុកឆ្នាំបတ်ឲ្យគាត់មកចប់លាងឲ្យគាត់ឲ្យហើយអស់បានខ្ញុំបានទៅធ្វើការបងទឹកទឹកពោះបងទឹកពោះបន្តិចតិចបងបាទអង្គមីងបានឃើញថាគាត់ដួលទៅបាទតែពីរនាក់ក៏ទល់ប្រដៃប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបាទហើយចាស់ពេលបងអូនទៅធ្វើការអញ្ចឹងបងអូនដាំបាយដាំទឹកទុកឲ្យគាត់ទៅហើយទៅបាទបងអត់ទេខ្ញុំរៀបឲ្យគាត់ហូបហើយមិនទៅធ្វើការបងអញ្ចឹងបាទដាំបាយដាំទឹកទៀតចុះកូនយកទៅណាកូនកូនទូចកូនទីខ្លះមានលេងហ្នឹងបងលេងយ៉ាងមួយឃើញក្មេងសុភូមិហើយទីខ្លះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំយកវាទៅលើដែរបងភាសាពេលខ្លះនៅផ្ទះខ្លាចវាម៉ូតូឡានដែរបងតែនោះចេះមើលវាខ្លះទៅដោយសារមានយាយតាមាននៅលើភ្នំលោយាយតាលើលើដែរបាទបងបាទអញ្ចឹងផ្ញើគាត់ទៅបងបាទហើយផ្ញើជាទៅហាមកុំឲ្យលេងទឹកលេងផុកអីប្រយ័ត្នយាយបាទហើយបងអូនអាចជម្រាបឈ្មោះម្ដងទៀតបងអូនឈ្មោះពេជ្រវែងមកពេជ្រវែងបាទអាយុម៉ាននេះបងអូនខ្ញុំបើឆ្នាំហ្នឹង32 33ហើយបង32 33ហើយបងអូនស្រីអ្នកជំងឺសុតណាវីសុតណាវីបងណាកូនសុនសុនណាវីសុតណាវីបាទតែចាប់ពីមានជំងឺនឹងមករយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំហើយបងអូន2ឆ្នាំហើយហើយតែធ្លាក់ខ្លួនដំដាបហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយដល់ឡូមកដល់ហើយគឺមួយឆ្នាំបងឆ្នាំខ្លួនតែមកបានលឿនបានលឿនតាមអត់មានលុយសកម្មភាពទៅបងអញ្ចឹងមកពេលអញ្ចឹងគឺតាមសមាជិកអញ្ចឹងដោយសារអត់មានលុយមានកាសអញ្ចឹងអាការៈហ្នឹងវាទំធ្វើទុកដងដាបយករីកខ្លាំងទៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះទេហើយគូមួយឆ្នាំតាមពីមុនខ្ញុំបានងំគាត់ទៅចាក់ពីនេះដោយសារប៉ាគាត់មានលុយឲ្យក្មេងគាត់លេងភូមិគាត់លុបបាន1000 2000ហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងក៏យកគាត់ទៅចាក់បាន3 4ដងហើយបងដោយសារអ្នកភូមិលេងគៀសតែឡូវអស់ហើយបងអត់ទៅដល់ទឹកហ្នឹងដោយសារភូមិគាត់ឈឺបងអញ្ចឹងអស់ហើយបងអស់អត់មានអីទេបងអញ្ចឹងមានអ្នកដីទាំងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងបងឬបងបាននៅជាមួយគាត់បាយបាយទឹកនិយាយថាឲ្យទៅជាធ្វើការណាបងបាទតាបងមិនជាធ្វើការអត់មានហូបទេបងបាទហើយរសារអញ្ចឹងនៅស្រុកនេះបើព្រាមនេះ6ថ្ងៃមកទឹកបងអត់មានពេលទៅធ្វើការអត់មានហូបទេបងលោកព្រាមបានបន្តទៀតហើយមកចាក់បានបន្តទៀតចាក់យើងចាក់ពីមីហ្នឹងគឺប្រហែលខែគូទៅចាក់ម្ដង20ថ្ងៃម្ដង20ថ្ងៃម្ដង20ថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងវាហូបចប់ទាំងវាទីឆ្លានទៅបាយគុំវា500ដែរបងគឺវាដំបូងវាដំបូងចាក់អស់300ជាង700ដែរបងអញ្ចឹងចាក់ម្ដងទៅលើទៀតទេបងហើយចាក់ទៅ4ដងមកឃើញថាវាអន់ថយវារលួយទៅវិញអស់វាស្មើដើមវាបោកសាច់ក្រៀមបងអត់ថាទៅចាក់ម្ដងបើន័យថាអុយមិនបាច់ចាក់ហ្នឹងមកស្មាតុំវាផងមកទុកលុយឲ្យគាត់ហូបបើសិនជាគាត់មិនបានក៏គាត់បានហូបឆ្អែតបាទខ្ញុំគិតចឹងហ៎បងដោយសារបើសិនជាគាត់អាចនៅបានឬនៅមិនបានក៏គាត់បានហូបអញ្ចឹងបើយកទៅគាត់ទៅចាក់ម្ដងទៅត្រឡប់មកវិញគាត់អត់អីហូបនឹងខ្វះខាតគឺដូចដើមដែរបងអត់អាចកាត់បន្ថយបានបាទដោយសារចាក់រយៈពេលវា6ដងទៅ8ដងដែរបងបាទអញ្ចឹងទីមីលើទី1ប្អូនខ្ញុំគឺគាត់ចាក់ម្ដងគឺអស់3អាហារហងដបងលើទី1បាទលើទី2 400ជាងលើទី3ចូលចិត្ត500បងបាទ500ជាងអញ្ចឹងឡើងរហូតបងឡើងរហូតឡើងដល់600ជាង700បានវាឈប់ឡើងហ៎បងបាទហើយនៅបាញ់កម្មរស្មីទៀតបងបាញ់កម្មរស្មីម្ដង60អញ្ចឹងក្នុង5ថ្ងៃមកអាទិត្យហ្នឹងបាញ់5ថ្ងៃបងបាទអស់ច្រើនបងអស់ច្រើនអញ្ចឹងបាញ់គ្រប់គ្នាបងអូនអត់មានសមត្ថភាពទេបងអត់មានសមត្ថភាពដោយសារទី1គាត់អស់ច្រើន
hay là mỗi tiếng bởi thân thì chạy quần mà đó và quần mà trọng một cái ngọt ấy hô bà bông bà chân là lớn đi ba đập xong phim ta tầm nào ba, ba ta tầm nào ở quần miên lôi hô thì là ngay là nghe chân mà thân thì thôi mày bông có bốn xả lạnh tại bởi rạch bốn ở hôi chứ bông chừng ngươi bà bởi thân thì rạch bốn cái mày chạy rồi chạy lấy cái bán chạy bán ta bớt chứ nhưng rung lấy ở bán nó miên đâu một là bây vừa mấy bà phôn nó bóng bà tôi chỉ khó trời là bà phôn dơ con dơ bà không chú ý quá phôn mạch bóng miên ấy thế nhông dạp đại kia giật ở nhà ọt đây bóng dây tròn lưng ọt miên ấy mà tích bóng miên mẹ ô bà tại lâu này còn chư tiệt đầu kỳ còn chư đấy còn miền này đẹp không bà nhưng giờ trăng cây mong tôi bong mà chưa ai xua mong ôn chết khang ba ở miền này thì không bà chưa ai ôn là mong chưa ai từ xa tại dương miền dùng ngữ phong như chiều phiệp đồng ba phong ấy mong chưa ôn bờ rồi phiệp rồi hay mà mong không bằng sọp sai đồng bấy nọ bàn thải ca khắc khắc mà chui ôn và chia và to là ôn đấy đồng bấy ôn miền ca hộp cho cục khoan ai phụ ôn ai từng coi chết phụ ôn sai tích bóng nghe đúng không bóng nhưng bị chẳng như một thế con tay con là cái đây tập chất một nhau bóng thêm chi phụ ôn ấy khi vào đây khi mà bỏ bóng quạt cháu đi bóng lúc đặt ngày nào để con ai thấy tha tớ lên cao bóng nhưng chỉ vào đây nhưng mà bỏ bóng quạt cháu đi bị sẽ là anh ôn bóng dây luôn tới phi từ bốn à bông dây cá đó lâu dây cá đi bông còn tay mi là tất chất được. Cứ ăn miên bọc bông chào tinh bông mà nhung dây trăng à bông bật sân thì nhung chư nhung xúc chất không mời quan chư phổ nhung cơ tha của phôn nhung sờ lạnh cô nhung sờ lạnh xúc chất nhung chư chỉ luôn ó chứ bông phổ nhung khơi quan của ba trên cái quan của ba cứ khi nhung của ba tròn à bông của ba tròn nó không chất cơ tha vô quát bị sán à lâu quát tới chân chân nè vô ọt miên đến như vậy hay không bây miên là gì đúng không miên là rõ ngay miên là gì đúng không miên là đây thành công miên là và dân thì con miên thì say ai nữ hả vô miên cứ con ai thành công là con đội đa không hả vô khi một bạn thực chất tây bông bàn học quân bông pro thủng phi trả ơn tây bông mùi tiết học quân trả ơn đại bàn phuông luôn học tây thang bị kìm phiếp học quân bông trả ơn đại bàn chuối sọp xài vô thầy quân tình nhưng phụ bạn đại bông phần thái khi mà tân thì dây tâu dẫn mấy phơi cả hot li sai như đây phun nhưng mà chui bò tại còn chưa chuột bán đi nhưng chui bán là tầm đất nam chun bài tất cái bò đi men bắp ôn sấy ở lại thì bán khơi vì tất chật bắp ở đây hời ta bắp ôn sấy miền biển bởi vậy sỏi tọp tất hàng ở đây bởi nhé ha ở quân còn đó để tất chật bọc qua đó ố anh vậy tới cùng dùng không đồ lắm bông cùng dùng bông cùng dùng miên chỉ vật cứ nó miên phần khâm bông cũng phây cái lời nó khang đây ta đó là break quạt bàn đó làm năng mà khá khá đại thà ở tinh mình nó bảo nó mình nó giật 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 làm làm tật giật làm tật ở quạt hồ hồ cái dương tật tật tai nhá ba mình nó dương tôm nữa nó tôm dương ngao ai thà chập chập sắc mà chập sắc hay còn phải còn bạn thực chất có thà chăng nó bảo sao mới bảo cái nó thầy chăm nhâm sao bong ba off bong bong chơn bong ba bong bong thì sầm đây đang khoa khá năng cao bà ô côn bóng chân ô côn lục phù đặc minh chui đặc môn cao ở đây xong ô côn quạt chân chú mua quạt ở dũ quê ngọc mọi miền chúng ngươi chứ chắc ôi xúc có phiếp lo đặc ô khăn hiếp đặc côn chào đặc ô bóng
ថាវិការរបស់បងប្រុសសវណ្ណបាទបងប្រុសសវណ្ណដែលគាត់នៅរស់នៅញូវយ៉កបងអរគុណបាទព្រមទាំងភរិយារបស់បងប្រុសគឺបងស្រីចន្ទាទីបាទបាទអរគុណនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយនឹងបងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះឌីណាគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទឌីណាច័ន្ទគាត់ឈ្មោះឌីណាច័ន្ទបាទហើយព្រមទាំងកូនគាត់ឈ្មោះនែលសិនច័ន្ទបាទៅគាត់ចោលធ្វើទៅធ្វើការបាទបងស្រីឌីណាច័ន្ទនិងនែលសិនច័ន្ទបាទគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភមកជាមួយដែរបងណាបាទអរគុណបាទហើយឋានការដែលបងពួមនាំមកនេះសរុបមានចំនួន200ដុល្លារណាបងបាទថាវិការរបស់បងប្រុសសវណ្ណបាទបងប្រុសសវណ្ណដែលគាត់នៅរស់នៅញូវយ៉កបងបាទព្រមទាំងភរិយារបស់បងប្រុសគឺបងស្រីចន្ទាទីបាទបាទអរគុណនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយនឹងបងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះឌីណាគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទឌីណាច័ន្ទក៏ឈ្មោះឌីណាច័ន្ទបាទហើយព្រមទាំងកូនគាត់ឈ្មោះនែលសិនច័ន្ទបាទបាទបងស្រីឌីណាច័ន្ទនិងនែលសិនច័ន្ទបាទគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភមកជាមួយដែរបងណាបាទអរគុណបាទហើយឋានការដែលបងពួមនាំមកនេះសរុបមានចំនួន200ដុល្លារណាបងបាទថាវិការរបស់បងប្រុសសវណ្ណបាទបងប្រុសសវណ្ណដែលគាត់នៅរស់នៅញូវយ៉កបងអរគុណបាទព្រមទាំងភរិយារបស់បងប្រុសគឺបងស្រីចន្ទាទីបាទបាទអរគុណនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលតែម្ដងបាទហើយនឹងបងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះឌីណាគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាបាទឌីណាច័ន្ទក៏ឈ្មោះឌីណាច័ន្ទបាទហើយព្រមទាំងកូនគាត់ឈ្មោះនែលសិនច័ន្ទបាទបាទបងស្រីឌីណាច័ន្ទនិងនែលសិនច័ន្ទបាទគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភមកជាមួយដែរបងណាបាទអរគុណបាទហើយឋានការដែលបងពួមនាំមកនេះសរុបមានចំនួន200ដុល្លារណាបងបាទបាទខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះទឹកចិត្តដ៏ល្អថ្លៃថ្លារបស់បងប្អូនសប្បុរសជនដែលកំពុងតែឃើញនៅគាត់កំពុងតែមាននៅសេចក្តីទុកបាទជួយចែកជួយរំលែកជួយសម្រួលជួយដើម្បីឲ្យគាត់បាននៅទីពឹងបាទព្រោះវាអត់ទីពឹងយើងស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវគាត់រួចមកហើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតែទស្សនានេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះគឺ share បាទដើម្បីជួយទៅដល់ខ្មែរយើងគឺក្នុងការបំពេញនៅសក្តិល្អឬបុណ្យកុសលនេះមិនចាំបាច់លុយកាក់ទេគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តជួយចុច like និងចែករំលែកខ្សែវីដេអូនេះទៅហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមានជីវភាពទូទាប្រកបណាស់នឹងជួយគាត់មិនខានឡើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់សង្ខេបបែបដូចខ្លីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូររកស៊ីកាក់កបនិងជោគជ័យគ្រប់នៅមុខរបរទាំងពួងព្រមទាំងឲ្យជួបតែសិរីសុខស្រីនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទមកសំអល់ក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ